Thế chào tất cả các bạn nhé. Đây là một ngôi nhà của khách hàng bên mình đang sử dụng sơn Kisona. Và hôm nay là bên mình đi giao một cái thùng lót. Bên này là đang thiếu lót thì hôm nay bên mình giao một thùng cho khách hàng. Hiện tại là anh em tự đang làm sơn ở đây. Với nhà dưới là sơn mới, còn nhà tên là sơn lại. Mời các bạn xem nhé. Đấy là nhà mà không bạ, sơn trực tiếp. Ở phía trong bắn trần thả, nó chảy màu, chảy màu sơn mượt, sơn bóng nhá. Đây là nhà sơn lại thôi cả nhà nhé, sơn lại đẹp như mới. Sơn lại mình quy trình cũng sơn như là sơn nhà mới, mình cũng xả nhám, sau đó mình lót xong bắt đầu mình cho màu vào. Sơn lót thì lót 2 lớp và sơn màu cũng sơn màu 2 lớp. Và lót thì mình để thời gian sơn nó cách nhau ít nhất là 4 đến 6 tiếng. Có nghĩa là lớp lót khô thì mình mới phủ lên lớp màu. Với nhà tại xã Nghĩa Hội Nghĩa Đàn, Nghệ An ấy. Nhà của chị Thúy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.